bạn đến với kênh của Sơn Handmade. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hoa đào phai 5 cánh nha. Nguyên liệu đơn giản. Cánh hoa mình sẽ dùng màu nước hoặc là màu sáp dầu để tô phần lõi bên trong. Ở đây mình có thể dùng cây mo cánh, hoặc nếu bạn nào không có cái bộ mo thì có thể dùng cái cây nhọn như mình nhé. Nhụy này mình sẽ cắt ra chia làm hai, hoặc nếu bạn nào thích làm nhụy dày thì mình có thể làm hết nguyên một chùm này cũng được. Đây là nhụy hoa cái á. Dùng đến keo sáp màu nâu để quấn chặt lại. Làm đậu hoa thì mình có thể dùng giấy vệ sinh á, mình quấn cuộn tròn lại cũng được, hoặc là mình dùng hạt mút xốp như thế này thì quấn nó sẽ tròn đều nhị nhanh và đẹp hơn. Nhị nụ non thì màu xanh. Tương tự màu xanh, mình làm cái nụ hoa sắp nở màu đỏ, hoặc là các bạn có thể làm màu hồng nhạt. Bây giờ là công đoạn cuối, là mình sẽ ghép lại thành một cái cành. Nó có rất là nhiều kiểu dáng, thì cái này mình sẽ làm một kiểu dáng ngẫu nhiên ha. Như vậy là xong rồi. Bây giờ chúng ta sẽ chỉnh sửa dáng lại cho nó không có bị thẳng đơ như thế. Mình chỉnh cho nó tự nhiên.
để làm những cành lớn, hoặc là lên cây bonsai thì mình sẽ làm nhiều nhánh nhỏ như thế này, sau đó mình ghép lại với nhau. Các bạn muốn lấy hình ảnh một số cái dáng cành nhỏ như này thì có thể inbox cho Sơn ha. Mình có chụp lại một số những cái dáng hoa cành nhỏ như thế này. Vậy là xong rồi, rất đơn giản thôi các bạn. Chúc bạn thành công nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.